Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: bé gái 14 tuổi bị 4 thanh niên chuốt say rượu rồi thay dao giở trò đòi bại. Sau khi thấy 4 thanh niên luân phiên ra vào phòng nghỉ có biểu hiện bất thường, nhân viên nhà nghỉ đã báo tin đến cơ quan công an. Ngày 6 tháng 9, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Doãn Thanh Sơn, trưởng công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi hiếp dâm cháu bé 14 tuổi. Danh tính 4 đối tượng được xác định là Lù Văn Đực, sinh năm 2001, Hoàng Văn Tính, sinh năm 1999, Phan Đức Thọ, sinh năm 1995, Nông Văn Huy, sinh năm 1999, cùng trú tại thôn Bản Nán, xã Bản Hòa, huyện Bát Sát, ở tỉnh Lào Cai. Qua điều tra, công an huyện Bát Sát xác định khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 9, cháu N, sinh năm 2005, nhận lời mời dự tiệc sinh nhật của một người bạn tại thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát. Trong khi giữ bữa tiệc, N đã uống say nằm bất tỉnh la sàn nhà. Thấy cháu bé ngủ say, bốn đối tượng đã nảy sinh ý định đòi bại. Lúc này cả bốn người đã bế N lên xe rồi chở đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Bát Sát thuê phòng trọ, rồi lần lượt hiếp dâm cháu bé. Khi thấy bốn thanh niên luân phiên ra vào phòng nghỉ có biểu hiện bất thường, nhân viên nhà nghỉ đã báo tin đến cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bước đầu bốn đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của nạn nhân. Hiện tại vụ việc đang được tiếp tục cơ năng làm rõ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là hành vi này là hết sức không còn tính người nữa, chúng ta phải lên án. Và đặc biệt là cháu bé này còn quá nhỏ mà đã uống say đến như vậy thì chắc cũng không thể nào chấp nhận được. Hy vọng phụ huynh của cháu bé hãy dạy dỗ lại. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem và cảnh giác những trường hợp tương tự. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.